Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ Bảy ngày 4 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về triển khai gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, chương trình có phóng sự nhìn lại những đổi thay của huyện Long Hồ. Ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 ở Vĩnh Long diễn ra an toàn, nghiêm túc. Vĩnh Long, bệnh tay chân miệng tăng nhanh số ca mắc và nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, ý kiến giải trình của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và hoan nghênh Chính phủ kịp thời trình nội dung này. Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng đã kịp thời có báo cáo đánh giá. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nghị quyết số 43 về các giải pháp tài chính tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong 2 năm 2022 và 2023 đã được Quốc hội ban hành ngay từ đầu năm 2022 trong kỳ họp bất thường. Nhưng đến nay đã qua 5 tháng, chưa có danh mục cụ thể các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình này. Vì vậy, đề nghị Chính phủ đánh giá nguyên nhân của sự chậm trễ, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, triển khai quyết liệt hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương thông báo số vốn còn lại, bao gồm 14.000 tỷ đồng cho lĩnh vực hạ tầng y tế, 11.830 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng khác, để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có căn cứ đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, cần đôn đốc các bộ ngành địa phương nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư để Chính phủ hoàn thiện danh mục và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ là dành 9.620 tỷ đồng, trong đó 176.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 43 để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc thuộc danh mục và chương trình dự án quan trọng quốc gia để trình Quốc hội xem xét quyết định trong kỳ họp thứ 3 đang diễn ra, bao gồm 3.800 tỷ đồng cho đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, 2.330 tỷ đồng cho đường bộ cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và 3.800 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu giai đoạn 1. Sáng nay 3 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022. Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ và giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 của nước ta tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xuất hiện như công nghiệp chế biến, chế tạo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu hàng hóa. Việt Nam đã tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14 toàn cầu trong bảng xếp hạng phục hồi sau dịch Covid-19. Thủ tướng nhấn mạnh kết quả này là nhờ sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, nhân dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Cũng theo Thủ tướng, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh quốc phòng được củng cố, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được tiếp tục quan tâm, đời sống của nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, trong tháng 5, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dự triển khai các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội chưa đạt yêu cầu, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, một số vấn đề liên quan sách giáo khoa, thuốc chữa bệnh, đòi hỏi phải có giải pháp xử lý, giải quyết sớm. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức dân hương kỷ niệm 14 năm ngày mất của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm. Tham dự lễ có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Giang Huân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cùng dự lễ còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các nhiệm kỳ. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo huyện Vũng Liêm, thân nhân gia đình Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, trọn đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm kháng chiến, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn có mặt tại chiến trường Nam Bộ, ở nhiều tỉnh và tại Sài Gòn, sống giữa lòng dân, đảm đương nhiều trọng trách, cùng với đồng bào chiến sĩ và các lực lượng vũ trang nhân dân, vượt qua gian khổ, ác liệt, hy sinh, làm nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào chiến công chung của dân tộc. Trong xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt được nhân dân ghi nhớ với những công trình mang đậm dấu ấn Võ Văn Kiệt như chương trình khai thác Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên, đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, mở rộng cửa ngõ thủ đô Hà Nội. Đồng chí Võ Văn Kiệt mất vào ngày 11 tháng 6 năm 2008, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Để chuẩn bị hội thảo nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, sáng nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã xem và duyệt phim tài liệu Khí phách anh hùng do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long sản xuất. Đến dự và chỉ đạo buổi duyệt phim có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phim tài liệu Khí phách anh hùng dài hơn 22 phút, tập trung khắc họa về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp 60 năm hoạt động cách mạng hào hùng và những đóng góp tiêu biểu của đồng chí Phạm Hùng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và tình cảm đối với quê hương Vĩnh Long. Điểm nhấn của phim là hình ảnh đồng chí Phạm Hùng, người chiến sĩ dạ sắt gan đồng, người sáng ý chí đấu tranh cách mạng. Lời tuyên ngôn cũng là khí phách anh hùng của đồng chí, còn sống còn phải lao động, học tập và chiến đấu. Phát biểu tại buổi duyệt phim, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đánh giá công tác chuẩn bị làm phim rất công phu. Đồng thời, đồng chí đề nghị bổ sung, thay thế một số nội dung hình ảnh như bổ sung hình ảnh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tham gia làm việc với lực lượng công an nhân dân. Những kết quả đạt được, sự chuyển biến kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Vĩnh Long từ sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng. Thưa quý vị và các bạn, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, quê hương của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, giờ đây đã có nhiều đổi thay, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Ở nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, chúng ta cùng nhìn lại những đổi thay của huyện Long Hồ. Hệ thống đường giao thông phát triển là một trong những đổi thay dễ thấy nhất ở huyện Long Hồ. Đặc biệt là từ khi huyện bắt tay vào thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện, ngoài 36 km đường quốc lộ, 15 km tỉnh lộ, thì tất cả các xã thị trấn của huyện đều có đường ô tô đến trung tâm. Hệ thống đường giao thông nông thôn liên ấp liên xóm cũng không ngừng được hoàn thiện theo hướng đanh quá, nhựa quá, đảm bảo lưu thông thuận lợi. Gần như là tất cả các tuyến đường của mình đã được bê tông quá và làm đường nhựa hết, là người dân rất là phấn khởi. Người dân của mình là được thuận tiện về cái đi lại. Thứ hai nữa là giao thương hàng hóa được dễ dàng. Nhiệm kỳ qua thì địa phương phát triển là 4 cái tuyến đường, đó là hơn là 10 km. Ở trong đó là với cái phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng là hơn 16 cái tuyến đường cấp C. Đó là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đi lại hai mùa mưa nắng. Sau đó là chúng tôi tập trung là phát triển cái gắn cái đèn đường kết hợp với lại cột cờ, là làm sao tạo điều kiện cho nhân dân lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm, để rồi là tập trung phát triển lưu thông cái hàng hóa của địa phương. Các xã thị trấn trong huyện Long Hồ đều không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, Long Hồ có 9 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Long Hồ đạt chuẩn văn minh đô thị, 100% diện tích đất nông nghiệp được khép kín. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm sao cao hơn năm trước. Riêng năm 2021 đạt 2.736 tỷ đồng. Cái nông nghiệp á, thì cái năng suất lúa và năng suất của trái cây hàng năm năm sau cao hơn năm trước. Thu nhập của bà con là càng ngày càng cao lên. Từ đó là cái đời sống của bà con được nâng lên, tình hình trật tự an toàn xã hội là được luôn luôn được giữ vững ổn định. Huyện á, thì cũng được á, là tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và cũng như các sở ban ngành của tỉnh quan tâm á, là đầu tư cho huyện á, là các công trình như á, là chi bộ đầu tiên của tỉnh. Rồi là nâng cấp, là mở rộng cái công viên của Long Hồ, rồi xây dựng cái trường cấp 3 Phú Quế, rồi là xây dựng cái đường tuyến đường Nguyễn Thị Nhỏ, và cái như là các cái tuyến đê bao, là rồi là cầu Đông Mỹ vân vân. Hiện nay trên địa bàn huyện thì cơ bản thì giao thông là cũng đã hoàn thiện, đặc biệt tuyến đê bao ngoài của 4 xã Cù Lao đang trong giai đoạn để hoàn chỉnh. Đây là điều kiện để giúp cho huyện là phát triển du lịch ở 4 xã Cù Lao, cũng như là góp phần cho nhân dân là giao thương hàng hóa trong thời gian tới. Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Long Hồ, bên cạnh những hỗ trợ từ tỉnh, đến nay huyện Long Hồ có trên 99,95% hộ sử dụng điện, 93% số hộ sử dụng nước máy. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được thực hiện tốt. 15 trên 15 trạm y tế có bác sĩ và đạt chuẩn. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 58,5%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,97% hiện nay. Thưa quý vị, hôm nay hơn 12.000 học sinh lớp 9 của tỉnh Vĩnh Long bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 với hai môn thi ngữ văn và tiếng Anh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Vĩnh Long trong ngày thi đầu tiên. Trong sáng nay, các thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Tình hình thi tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện tốt, giám thị coi thi và thí sinh dự thi thực hiện đúng quy chế. Trung học phổ thông Vĩnh Long là một trong những cái điểm thi có số lượng thí sinh là đến thi đông nhất. Cho nên về cái phần tổ chức chúng tôi đã lên cái phương án từ đầu rất là chu đáo. Ngày thi đầu tiên thì diễn ra hết sức là thuận lợi, suôn sẻ và có thể nói là các em học sinh rất là ngoan và phấn khởi, tự tin, bình tĩnh làm bài. Trong kỳ thi này, Vĩnh Long có 34 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh với 542 phòng thi, trên 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục Đào tạo đã huy động hơn 1.000 cán bộ giáo viên tham gia coi thi. Mặc dù học sinh phải học trực tuyến trong thời gian dài để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, với sự quan tâm của Sở Giáo dục Đào tạo, sự nỗ lực của học sinh và giáo viên, các em vẫn có sự chuẩn bị chu đáo và làm bài khá tốt trong ngày thi đầu tiên. Thầy cô ôm cho em rất là kỹ và hôm nay đề thi cũng không quá khó đối với em, và em làm bài rất là phấn khởi. Em mong ngày mai cũng sẽ như vậy. Em cảm thấy bản thân mình làm cũng khá là tốt. Đề năm nay thì cũng không khó. Tình hình diễn ra rất là thuận lợi và an toàn, đúng quy chế. An ninh trật tự ở các điểm thi thì rất là đảm bảo. Về công tác tổ chức thi thực hiện rất là nghiêm túc. Các cái phòng dự phòng cách ly khi mà thí sinh có thể có trường hợp F0 dự thi thì cũng được các cái điểm thi bố trí đầy đủ và đảm bảo theo các yêu cầu về phòng chống dịch. Kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có 90 thí sinh vắng thi môn ngữ văn và 97 thí sinh vắng thi môn tiếng Anh. Sáng mai, các thí sinh tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài 120 phút. Thời tiết thay đổi bất thường đang tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm gia tăng. Tại Vĩnh Long thì bên cạnh bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cũng đang tăng nhanh số ca mắc và nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao. Theo thống kê của ngành y tế Vĩnh Long, tính đến hết tháng 5, toàn tỉnh chỉ ghi nhận gần 120 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là trong tháng 5, số ca mắc bệnh tay chân miệng ghi nhận gần 80 ca, chiếm gần 70% tổng số ca mắc trong 5 tháng đầu năm và đang tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Ở nhà bé có biểu hiện là bị sốt cao, xong rồi bị co giật, rồi đi bệnh viện thì mới phát hiện ra là bé bị tay chân miệng. Ở nhà thì bé sốt 2-3 ngày rồi nổi trong miệng thêm nữa, tôi cũng nghĩ là tay chân miệng nữa. Nhưng thì đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói là tay chân miệng. Bác sĩ kêu nhập viện và điều trị cho bé. Đưa vào viện thì bác sĩ nói bé ở độ cấp độ 2, cũng tình trạng cũng hơi nguy hiểm á. Điều trị thì bé đỡ hơn nhiều lắm rồi. Bệnh tay chân miệng vẫn tập trung chủ yếu ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo với các biểu hiện sốt, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, gối và ở miệng. Hiện nay, bệnh không chỉ đang gia tăng về số ca mắc, mà các trường hợp nặng có biến chứng chiếm tỷ lệ khá cao và diễn biến cũng khó lường. Tình hình bệnh tay chân miệng thì đa số 90% là trẻ từ độ 1 có diễn tiến là sẽ tự tạm ổn và sẽ tự hồi phục. Tuy nhiên thì vẫn có khoảng 10% trẻ có nguy cơ là chuyển nặng, và trong cái thời điểm hiện tại thì chúng tôi bắt đầu ghi nhận có những trẻ nhập viện xuất hiện độ 2B, 2A, 2B, có những trẻ thậm chí có nguy cơ chuyển độ nặng hơn. Theo bác sĩ điều trị, hiện nay đa phần phụ huynh có kiến thức cao trong việc bảo vệ sức khỏe trẻ, nên hầu hết trẻ mắc bệnh tay chân miệng được đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời. Tuy nhiên, khi trẻ mắc bệnh, cần theo dõi những dấu hiệu bệnh nặng như trẻ giật mình chới giới, đi đứng loạng choạng, quấy khóc, lơ mơ, phải báo ngay với bác sĩ để được điều trị kịp thời, vì bệnh có thể xảy ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Bệnh tay chân miệng thì chúng ta biết đây là một cái bệnh truyền nhiễm và rất là nguy hiểm đối với những cái trẻ, đặc biệt là những trẻ dưới 3 tuổi, có thể gây biến chứng lên tim, lên não, gây viêm cơ tim, gây phù não. Do đó thì phụ huynh hết sức là lưu ý, khi mà phát hiện con có triệu chứng nghi ngờ tay chân miệng thì chúng ta nên đến ngay cái cơ sở y tế để khám bệnh và để được bác sĩ tư vấn. Để phòng ngừa bệnh tay chân miệng thì hiện nay chúng ta khuyến cáo giữ gìn vệ sinh, thì cho trẻ tắm rửa thường xuyên, vệ sinh tay, người chăm sóc trẻ thì cũng thường xuyên vệ sinh trước và sau khi chăm sóc trẻ. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan và bùng phát thành dịch rất cao, đặc biệt là trong những môi trường đông trẻ. Đường lây truyền chính của bệnh tay chân miệng là qua đường tiêu hóa. Vì vậy, việc thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho trẻ sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ trước căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều người sử dụng mạng xã hội gặp phải tình trạng là có những cuộc điện thoại hay là tin nhắn khủng bố tinh thần, uy hiếp, đe dọa, đòi nợ. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tình trạng này diễn ra như thế nào? Giải pháp của ngành chức năng ra sao? Và người dùng mạng xã hội cần lưu ý những vấn đề gì? Phóng viên truyền hình Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Duy Khải, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long, xoay quanh về vấn đề này. Thưa ông, hiện nay thì người sử dụng mạng xã hội cũng như là sử dụng điện thoại thì gặp phải tình trạng đó là những cái tin nhắn cũng như là những cuộc điện thoại để khủng bố tinh thần, uy hiếp, để đòi nợ, thì xin ông cho biết là thực trạng nêu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nó diễn ra như thế nào ạ? Trong thời gian gần đây thì trên địa bàn tỉnh thì có xuất hiện rất nhiều cái tình trạng là các đối tượng là dùng tin nhắn SMS hoặc là tin nhắn qua các trang mạng xã hội hoặc là điện thoại để dùng để đòi nợ, để khủng bố tinh thần, thì gây ảnh hưởng đến người dân trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Thì đa số các đối tượng là dùng các tin nhắn khủng bố này để đòi nợ. Thì trước tiên thì các đối tượng sẽ đòi nợ những người đi vay. Sau đó mà không đòi được thì sẽ nhắn tới là bạn bè, người thân, gia đình của cái người đi vay đó để uy hiếp và yêu cầu cái người thân hay gia đình nó tác động người vay đâu phải là trả tiền cho các đối tượng. Trước cái tình trạng nêu trên thì đối với đơn vị của mình đã có những cái biện pháp như thế nào để chủ động phát hiện, ngăn chặn cũng như là xử lý những cái trường hợp vi phạm ạ? Trước tình trạng trên, thì chỗ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì với nhiều hình thức và nội dung phù hợp. Thì cụ thể như là qua các trang Zalo, trang Facebook để giúp cho người dân nắm được những âm mưu, thủ đoạn cũng những phương pháp mà các đối tượng sử dụng, thì từ đó là tự bảo vệ mình. Và đồng thời thì chỗ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng là tổ chức tiếp nhận tin báo tố giác. Thì khi người dân mà có gặp những tình trạng như vậy thì sẽ đến chỗ cơ quan, rồi cơ quan sẽ sử dụng các biện pháp để xác minh, làm rõ và củng cố hồ sơ để mà xử lý các hành vi vi phạm. Thưa ông, như vậy thì người sử dụng mạng xã hội cần phải lưu ý những gì để tự bảo vệ bản thân mình trước cái tình trạng nêu trên? Trước tiên thì người dân hết sức cảnh giác và tỉnh táo với những cái tin nhắn về số điện thoại lạ, và đặc biệt là không cung cấp, chia sẻ những thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội. Đặc biệt là các đối tượng mà mình trao đổi qua điện thoại mà mình không biết họ, không xác định họ là ai. Thứ hai là người dân cần phải trực tiếp đến các cơ quan chức năng khi có yêu cầu để cung cấp những thông tin cá nhân, để tránh lột lọt những thông tin cá nhân để các đối tượng xấu lợi dụng và sử dụng những hành vi vi phạm khác. Xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá lại kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, sẽ chia những mất mát của người dân trong đại dịch, đồng thời tri ân sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với một quán cà phê để bố trí không gian trưng bày hơn 3.500 hình ảnh hiện vật liên quan đến đại dịch. Diễn ra từ ngày 29 tháng 5 cho đến ngày 4 tháng 6, không gian trưng bày với chủ đề Lặng để giúp cho người dân có cái nhìn bao quát hơn về đại dịch, và dành những phút giây để hồi tưởng về giai đoạn khó khăn đã qua. Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh tại không gian trưng bày này. Ý tưởng của tôi đó là muốn giữ lại để sau này sẽ trưng bày để cho thế hệ sau thấy cơn đại dịch. Thì tôi muốn là người dân sống sẽ yêu thương nhau hơn và gìn giữ sức khỏe và có công tác chuẩn bị trước để đề phòng. Tái hiện ngày hôm nay là mục đích muốn để lại dấu ấn, ký ức và những cái kỷ niệm khó quên trong lòng người dân thành phố cũng như là người dân của quận Phú Nhuận của chúng tôi, và mong rằng và chúng ta không vì cái bệnh dịch quá nguy hiểm đó hoặc là cái gì đó mà chúng ta bi lụy, mà chúng ta phải nhìn nhận rằng là qua cái mùa dịch đó chúng ta phải nói là đoàn kết một lòng để mà là chung tay cùng nhân dân chống dịch. Chúng ta cũng là không thể nào quên những cái nghĩa cử cao đẹp của những con người ở tuyến đầu, rồi là những cái tấm lòng của người dân tỉnh thành trong tất cả là khắp mọi miền của đất nước. Đến đây tôi thấy trưng bày những cái chuyên đề về Covid đó, thì tôi thấy rất là cảm động và thấy cái sự nỗ lực của nhân dân và các ban ngành đoàn thể. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói không gian trưng bày nói trên đã phần nào phản ánh một cách chân thật về chặng đường mà toàn quân, toàn dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung để chung sức, chung lòng vượt qua đại dịch. Và đến đây thì chương trình Thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.